Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving nha. Người Tây á, thì họ ăn con gà Tây, còn mình là người ta, mình sẽ ăn con gà ta. Mình không có nướng con gà lùi. Tại vì trong nhà mình thì chỉ có hai vợ chồng mình thôi. Chứ giả lại Quyền Trân nó cũng không có ăn thịt gà lùi được. Giờ đây tác phẩm hoàn tất của mình sau 1 tiếng 15 phút đồng hồ mình nướng. Con này là con baking hen chứ không phải là con gà tây nha quý vị. Và cái phần này đó là khoai tây mình nướng, mình sắc lát ra nhỏ 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 rồi mình nướng. Gà nó ngọt thịt hơn con gà lôi ha. Con gà lôi thịt nhiều quá. Ăn hai đứa mình không khi nào ăn hết con nữa. Mà mua nửa con thì nướng không có hấp dẫn, mà mua cái ức không thì ăn không nổi. Con này nó bự. Chắc mình đoán nó bự chắc cũng gần phân nửa con gà lôi ạ. Em thích gà này hơn. Gà này kêu là, nó kêu là baking hen. Nếu mà ai mà thích kho gừng hay gì đó là kho cũng rất là ngon. Ta ăn thịt gà giỏi lắm á. Nó giống hành thích hành ức. Tính gà thịt thức miệng dễ ăn mà. Em thích có sườn. Cạp cạp cho nó ngon. Bóc luôn hả? Bóc luôn mà dễ ăn hả? Lễ này năm nay không có ai đi đâu được. Nhà ai mới ở. Mình là mình ăn đơn giản á. Em đi chợ, em thấy Mỹ á, mua quá chừng đồ. Có đông người. Mà năm nay lễ cũng không vui. Bị chính phủ nghiêm cấm mà không đi đâu được. Căn nhà ai nấy ở. Mình nghe mình làm hoành tráng như dưới với hai vợ chồng mình với Quyền Trân ăn chắc nửa con không được. Cái này nhiều thịt lắm, con gà này nhiều thịt dữ. Cái này chắc có hậu thêm di binh nữa nè. Ngày mai, ngày mai chắc phải ăn nữa. Nổ ha, con gà mình nướng da nhầm thấy rồi. Bẻ ra, con bẻ ra. Sắn ra. Sắn ra. Dạ. Ủa, nãy giòn dữ vậy hả? Em đẹp bẻ ra cho con. Cái này tại nó nhiều chi quá, cái nó giòn đây luôn nè. Nè, mình mở cái này ra cho. Con không thích ăn giòn. Cái khoai tây mình sắc miếng mỏng mỏng nên mình bỏ chiếc vào trong mình nướng là nó khác khác, nó thuần vậy sợ. Cái con gà này nướng nó không có bị teo ha. Nếu mà nướng nó teo là nó bị khô thịt. Gà mình nướng xong không có bị teo. Không có miếng mỡ luôn. Con gà này cái loại gà này nó da nó ít mỡ. Cái này ăn thấy ngon làm đâu có cần chấm gì đâu. Mình có món dưa ớt mình không lấy ra ăn nữa đâu. Quên. Potato mình gọi tiếng Việt là khoai tây. Con gà này nó thịt rất là nhiều, mình nướng ra xong mình chỉ cắt ra có một dĩa, có một phần một ớt rồi. Ăn là thấy no rồi đấy, chưa hết thấy no rồi đấy. Làm dĩa à, chắc ăn không nổi nữa, no quá. Tại cái thịt ớt ví dụ mình ăn nó mau no. Vậy mà bán con gà tây quá chừng bự rồi cho ăn. Độc nhân, con người sẽ chắc ăn hết. Ủa? Hãng nên năm nay có trúng gà tây không? Có lắm, năm nào cũng cho nhân viên mà. Mà nó chơi gì nó cho nó lượng người. Kiểu là giống như là gút thanh chứ không phải ai cũng cho. Bỏ tất cả nhân viên vô bắt đầu đem gút thanh. Người nào trúng là người đó được con gà rồi. Trong phòng anh ai trúng vậy? Mình như chú Sáu trúng á. Gì hả? Chú Sáu hơn ạ. Chân chỉ thích ăn cái ức. Giống bà rồi. Phải ăn cái ức.
ngồi cạp xương mặt á. Sáng ngon. Còn gần thiệt không sợ hư gì. Tại còn giả người ta mới sợ hư. Đậu trắng trứng mẻ gần. Ăn khoai nữa hả? À, cũng ăn cái lớp trên đó hả? Lớp trên mẹ rửa cái khoai lớp trên cho ăn. Người ta thì ăn với gravy khoai tây nghiền, mình không ăn khoai tây nghiền, mình ăn khoai tây sắc miếng. Thấy ngon hơn. Khoai tây này em thích nè, khoai tây nghiền em không thích. Không có nhìn trống lắm được ít, hơi nhiều thịt. Cái ức có nhiều thịt, thịt màu trắng. Còn cái đùi thịt màu đỏ. Cái da giòn nó cắt không đứt luôn. Nên thì giờ nó mềm mà chứ hồi nãy nó còn mềm. Da giòn dữ lắm. Vẫn còn giòn chút chút mà. Đây trời. Ăn hai cái đùi cho nó không bị gung. Ăn hai cái đùi để chạy. Năng lẽ con dưa, con rau hay là dưa chua đồ ăn kèm rất là ngon. Nhưng mà mình thấy ăn với cái khoai tây này là vừa ăn đủ rồi. Cho nên mình không có cần ăn những cái món khác. Sợ nó bày nhiều quá hai đứa ăn không hết luôn. Đường trắng này nó phụ nữa mà ăn không nổi luôn. Nó đòi. Đường trắng nó đòi làm Thanksgiving đó. Đòi mà làm xong thì nhìn no. Đã quá à. Thật ra làm cho giữ cái ăn nổi con dĩa một. Mình chở chỉ nổi một dĩa một à. Ok, mình đi nghe thêm một chút. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.